Ngày 27 tháng 3 năm 2021 nhằm 15 tháng 2 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Tổ đình Ấn Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10 đã diễn ra phiên họp trù bị trước khi chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Nhật Thiện, trưởng Ban trị sự Phật giáo quận 10, cùng Chư Tôn Đức Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban trị sự, trụ trì các tự viện trong quận, cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố và quận 10. Sau phát biểu khai mạc phiên trụ bị của Thượng tọa Thích Nhật Thiện, nhiều văn kiện đại hội đã được thông qua để chuẩn bị cho đại hội phiên chính thức vào sáng mai, Chủ nhật, ngày 28 tháng 3. Chư Tôn Đức Ban thư ký đã lần lượt cung thỉnh Ban Chiến binh, Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm soát đại hội thông qua nội quy số lượng đại biểu tham dự và báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, trình dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động Phật sự, vân vân. Tại đây, Thượng tọa Thích Quảng Trơn thay mặt Tiểu ban nhân sự trình danh sách giới thiệu nhân sự được suy cử và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Thượng tọa trưởng Ban trị sự lấy ý kiến các đại biểu và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tại đại hội chính thức. Thay mặt Ban chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp quận huyện, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tán thán tinh thần đoàn kết của toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 10 trong công tác tổ chức đại hội và chúc Đại hội đại biểu Phật giáo quận 10 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp trên tinh thần trí tuệ, tập thể, đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng thêm vững mạnh.